Hello, chào mừng các bạn đến với Tiến sĩ Lê Hồng Tư. Hôm nay tôi xin chia sẻ bằng chủ đề hãy sống với mức thu nhập. Và rất nhiều video khác tôi cũng đã nói chủ đề này rồi. Các bạn nhớ, Răng Liên nói rằng bạn muốn biết giá trị của đồng tiền ư? Bạn hãy đi vay rồi một ít rồi bạn sẽ biết. Và trong quá trình làm ăn kinh doanh của tôi, các bạn có lúc tôi vay nợ cũng rất nhiều. Và các bạn nhớ rồi, khi con nợ có nhiều loại đàng hoàng, mà thông thường thì người ta cho bạn vay có nghĩa là tính lãi, thì họ là người làm kinh tế, họ không thể để chậm trễ, họ không thể để các bạn là quay đồng vốn không đúng kế hoạch của họ. Và một số người thì khác thì khắc khe hơn, thậm chí tàn nhẫn hơn, họ chỉ biết có đồng tiền thôi. Vì vậy cái đâu cô nói chính xác, bạn muốn biết giá trị đồng tiền ư thì bạn đi vay ít bạn sẽ biết. Các bạn hãy nhớ chủ đề này là bạn hãy sống với mức thu nhập, bạn hãy sống với mức tối giản thì bạn mới tồn tại và phát triển. Và những ai đó đang còn chìm ngập trong quan phí, trong sang chảnh, trong sành điệu, hãy thay đổi luôn luôn. Đồng tiền rất khó kiếm, nhưng bạn chi ra thì dễ, nhưng kiếm tiền lại vô cùng khó khăn. Và con cháu, bạn bè, sinh viên của tôi cũng vậy, tôi thường hay nhắc nhở hãy sống dưới mức thu nhập và hãy sống mức tối giản. Và có câu nói thà nhịn đói đi ngủ còn hơn thức dậy trong nợ nần. Tôi xin lặp lại chủ đề này là hãy sống dưới mức thu nhập, hãy sống dưới mức tối giản, điều đó mấy bạn mới tồn tại và mới thành công. Bạn hãy chia sẻ, like, comment và follow Tiến sĩ Luân Tư. Cảm ơn các bạn.